sâu thuốc bảo vệ thực vật. Việc tận dụng thuốc trừ sâu trong đồ gia cầm đã khiến cho hàng nông sản không thể lưu sang hơn, và nó không thể nữa là ảnh hưởng về đến môi trường, và sâu xa hơn nữa còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mọi người. Vậy chúng ta phải làm gì để khắc phục điều đó? Thì lớp 10A1 của chúng em đã nghiên cứu dựa trên các phương diện và thống nhất sáng tạo ra thuốc lá trừ sâu thân thiện với môi trường. Đây có thể coi là giải pháp tốt nhất cho mọi vấn đề. Thuốc trừ sâu này có rất nhiều ưu điểm về mặt khi sử dụng, không gây độc hại với môi trường, tạo diệt môi trường rất là nhanh, đặc biệt là các loại sâu như sâu ăn cả, sâu khoang cả rau, sâu cơ hay một số loại ép sen. Sản phẩm của chúng em có thành phần nguồn gốc từ những thứ tự nhiên ăn rất gần gũi với môi trường, phân hủy nên không lo lắng, giữ được hóa chất trong thực phẩm, các phần chất lượng nông sản an toàn cho người sử dụng, các phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Trái bắp thuốc sâu này thì nó rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần nghiền nhỏ gừng, ớt, tỏi và đem chúng với rượu hoặc một số chất cồn để sau đó ngâm trong khoảng 15 ngày rồi pha với nước để chúng ta có thể sử dụng được ngay. Thank you.